Cô là ai? Luật sư của tôi đâu? Ông Triệu, anh Khe kêu tôi tới hỏi thăm ông. Ông Triệu, ông Triệu, mau chặn người phụ nữ đó lại đi. Đừng đổ súng, đừng đổ súng. Tôi chỉ là luật sư. Đứng lại. Cô. Lấy đồ theo danh sách này. Mau. Rút. Mau, lên xe. Có chuyện gì vậy? Triệu Gia Đông nói đúng. Máy tính này đã được cài đặt mật mã rất phức tạp, thực tế không phá giải được. Có điều có lẽ nó còn có một chìa khóa bí mật. Người có chìa khóa bí mật sẽ mở được nó. Nếu chúng ta cưỡng ép giải mã nó thì sẽ khiến cho nó kích hoạt trình tự từ quỷ, dẫn tới mất hết dữ liệu. Vậy chìa khóa mật mã đang ở đâu? Chúng ta vẫn cần tới thư Nam Hy. Chúng tôi đã tới khách sạn rồi. Cho hỏi Tiger có động tĩnh gì không? Hiện tại vẫn không có gì. G12, đêm nay mọi người nhất định phải canh gác cẩn thận, bảo vệ thư Nam Hy và chìa khóa mật mã. Tất cả trông cậy vào mọi người. Đã rõ. Kết thúc cuộc nói chuyện. Trịnh Soái đi trước, Linh Tâm chặn hậu, vào trong. Đã rõ. Tiger đang ở đây. Mọi người cẩn thận. Nhiều năm không gặp rồi. Minh Đạt, thật sự không ngờ chúng ta gặp nhau theo cách này. Tôi rất ngạc nhiên. Còn nhớ lời thề của chúng ta không? Kề vai chiến đấu, quyết không bỏ rơi bất cứ người anh em nào, cho dù sống hay chết. Nếu anh còn là Tiger trước đây, tôi bảo đảm chúng ta sẽ gặp mặt theo một cách khác. Tôi không tin tại sao lại trở thành bộ dạng như bây giờ chứ. Không có gì tiếc hay là không tiếc. Chúng ta giống là hai loại người khác nhau, lập trường khác nhau. Anh không cần hiểu tôi, tôi càng không cần hiểu anh. Tiger,
Dù hôm nay anh có lý do gì, hôm nay anh buộc phải đi cùng với tôi. Anh cảm thấy tôi có thể đi cùng với anh sao? Một là anh bắn một phát giết tôi, hai là chúng ta cạnh tranh công bằng. Được. Quy tắc cũ, thắng anh. Đi theo tôi. Lùi, rút, đứng lại, đuổi theo. Xuống cầu thang đuổi theo. Rút mau, để tôi yểm trợ. Được. Tiến súng lên. Bảo vệ thưa Nam Hy, tôi đuổi theo cô ta. Chú ý an toàn. Đi cửa sau. Đi. Đi. Đứng lại. Đứng nghiêm. Cô còn chạy tôi nổ súng. Ném súng xuống đất. Hai tay ôm đầu. Mau, lên xe đi.
Anh tìm tôi có chuyện gì? Tham mưu hoàng, phải làm khó cô rồi. Chuyện này rất quan trọng đối với tôi. Minh Đạt, phòng cấm túc. Tiger, tôi đã mang đồ tới rồi. Người đâu? Rất vui được gặp anh, Minh Đạt. Đừng có sáo nữa. Rốt cuộc cô ấy đâu? Minh Đạt, đừng mà. Đồ ở đây, mau thả người đi. Bây giờ anh không có quyền quyết định. Đưa đồ cho tôi đi. Thả người trước đi. Anh không có tư cách cò kè với tôi. Anh hiểu rõ tôi. Trước nay tôi hiểu quy tắc trò chơi. Minh Đạt, đừng mà. Đừng mà, Minh Đạt. Đồ đang ở đây. Cầm lấy. Tôi đã đưa đồ cho anh rồi. Về quy tắc trò chơi của anh thì sao? Không vấn đề gì. Tôi không nhìn lầm anh. Hy vọng còn có thể gặp lại anh. Đi. Ngô Đông, anh tới đây. Anh tới đây. Ngô Đông. Ngô Đông, tại sao anh tới cứu em? Tại sao lấy chìa khóa bí mật đổi với chúng chứ? Tại sao vậy?
Đội trưởng Minh Đạt của đội hành động đặc biệt G12 vì giải cứu đội viên Ngô Đồng, tùy ý trộm vật phẩm cơ mật, giao dịch với bọn Tiger, khiến chìa khóa bí mật rơi vào tay của địch, gây ra nguy cơ tiềm tàng khó lòng đoán trước. Xét thấy Minh Đạt đã cứu Ngô Đồng an toàn ra ngoài, cấp trên đặc biệt đưa quyết định sau: bạn quyết định xử phạt về việc đồng chí Minh Đạt vi phạm kỷ luật, bãi bỏ chức vụ đội trưởng của Minh Đạt ở đội hành động đặc biệt G12, cho ngài chuyển đến phòng ban liên quan tiếp nhận thẩm tra kỹ hơn. Đội viên Nghiêm Linh Tâm vì tình cảm cá nhân hỗ trợ Minh Đạt thoát thân, đem theo chìa khóa bí mật, vi phạm kỷ luật tổ chức. Xử phạt cảnh cáo với Nghiêm Linh Tâm, yêu cầu sâu sắc cảnh tỉnh. Cấp trên đặc biệt chỉ thị các đội viên G12 khác phải lấy đó làm gương, nâng cao ý thức kỷ luật. Minh Đạt, Nghiêm Linh Tâm, canh còn gì để nói không? Phục tùng mệnh lệnh. Tan họp. Đã xác định vị trí đám người Tiger, chúng ở một căn hộ chung cư cách 5 cây số về phía nam ngoài ô thành phố Bình Nam. Cấp trên hạ lệnh: đội hành động đặc biệt G12 một mẻ tóm gọn đám người Tiger. Rõ. Mọi người chú ý an toàn, chia ra hành động đi. Alo, chúng đuổi tới rồi, ở bên ngoài căn nhà. Được, tôi biết rồi. Sao vậy? Chúng ta bị lộ rồi. Thu dọn đồ, lập tức đi ngay. Được, mau. Lương Bân, Liên Tâm, chỗ này giao cho hai người. Trình Soái, Ngô Đồng, chúng ta đi. Rõ. Cẩn thận. Mika, đem theo đồ đi trước, tìm gặp Mina. Còn anh giữ chân chúng. Không, muốn đi thì cùng đi. Đi mau, em không bỏ anh lại được. Nhiệm vụ quan trọng, em mang đồ đi trước, sau đó anh sẽ về tìm em sau. Đi mau, em chờ anh. Chị à, lên xe. Trình Soái, yểm trợ, rõ. Vào đi. Đội trưởng nhất định phải rời khỏi G12 sao? Đúng vậy, đã có quyết định rồi. Xử phạt vậy thì quá nặng. Đúng là nấy sai, nhưng mà là vì cứu người mà. Tâm trạng của tôi cũng như cậu thôi. Minh Đạt cũng là chiến hữu của tôi, nhưng mà anh ấy thân là đội trưởng G12, vốn nên giữ mình làm gương, đã biết phạm kỷ luật vẫn quyết ý làm, đoạt chìa khóa bí mật từ tay chiến hữu, tự ý giao dịch với kẻ thù. Hành vi này rất ác liệt. Tham mưu Ngô bị bắt, chìa khóa bí mật bị cướp mất, tôi cũng có trách nhiệm. Tôi tình nguyện chịu phạt cùng với đội trưởng.
còn có trách nhiệm gì? Không thể kịp thời cứu tham mưu Ngô ra, cũng không thể ngăn cản đội trưởng phạm lỗi. Đây là trách nhiệm của tôi. Vi phạm kỷ luật buộc phải chịu phạt. Mỗi người đều phải chịu phạt vì hành vi của mình. Được, tôi cảnh giác. Tôi xin rời khỏi G12. Đứng lại! Cậu vừa nói gì? Tôi xin rời khỏi G12. Giờ là lúc nguy cấp. Ngày nào chưa hoàn thành nhiệm vụ buộc phải tiếp tục kiên trì chiến đấu. Huống chi tư liệu bị đoạt từ tay G12, cậu biết chứ? Tôi biết. Chúng tôi sẽ đoạt lại nó. Nếu đổi lại là cậu, cậu có tình nguyện dùng cách này đi cứu người cậu yêu không? Tôi có. Chị Tiểu Mạn, bây giờ nghĩ lại, có lẽ lựa chọn của em lúc đó là sai rồi. Nếu như ban đầu em không gia nhập G12, ở lại cơ quan làm việc, hoặc tìm ai đó kết hôn, sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi. Như vậy thì không phải là Ngô Đồng rồi. Trước đây suy nghĩ của chị cũng giống như em.
Lúc Trương Hùng Vĩ còn sống, chị cũng từng nghi hoặc. Lúc đó chị cũng nghĩ bọn chị có tương lai không. Nhưng mà mãi tới sau khi anh ấy hy sinh, chị mới phát hiện nghi hoặc của chị là dư thừa. Tới lúc đó chị mới biết anh ấy quan trọng với chị biết bao nhiêu. Nhưng anh ấy đã mất rồi. Chị không hối hận đã yêu anh ấy, càng không hối hận đến đội này. Chị hiểu lòng em. Nếu em đã yêu Minh Đạt thì nên dũng cảm đối mặt với tình cảm của hai người. Nếu em đã lựa chọn đến G12 vì anh ấy, vậy thì nên tưởng tượng lựa chọn của bản thân là chính xác. Mỗi một cương vị đều cần có người chữa chững, có người cống hiến. Có lẽ chỉ có ở nơi này chúng ta mới tìm được giá trị của bản thân, tìm được cảm giác tồn tại, đúng không? Cảm ơn chị Tiểu Mạn. Trước đây tôi luôn xem cô như là cô bé con. Thời gian qua cô được tôi luyện ở G12, giúp cô trở nên chín chắn hơn rất nhiều, khiến tôi có cái nhìn hoàn toàn khác về cô. Chuyện của cô và Minh Đạt tôi đã nghe nói rồi. Cô với Minh Đạt là chiến hữu, lại làm việc cùng một đơn vị. Tôi hiểu rất rõ hai người chịu áp lực và khó khăn ra sao. Minh Đạt vì cứu cô, lấy chìa khóa bí mật mạo hiểm trao đổi với kẻ thù. Về điểm này, có thể nói Minh Đạt là người đàn ông tốt không chê vào đâu được. Nhưng mà là một người lính, Minh Đạt đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Hành vi của Minh Đạt lần này vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, cậu ấy buộc phải gánh vác trách nhiệm vì sai lầm của mình. Tôi hiểu quyết định của cấp trên đưa ra, nhưng mà tôi khẩn xin cấp trên, khẩn xin lãnh đạo cho Minh Đạt thêm một cơ hội lấy công chuộc tội. Đừng bắt anh ấy rời G12. Minh Đạt không thể rời G12, chiến hữu ở G12 cũng không thể rời xa Minh Đạt. Chúng tôi đã từng hứa với nhau là kề vai chiến đấu. Hành vi của anh ấy lần này cũng vì tình thế bức bách. Xin hãy cho anh ấy thêm một cơ hội được không? Chuyện lần này tổ chức đã đưa ra quyết định rồi, không thể sửa được. Chúng ta đừng nói nữa. Ngô Đồng à, cô cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Hiện tại G12 phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khó khăn cần phải giải quyết. Cô hãy mau chóng điều chỉnh tâm thế, quay lại tập trung chiến đấu. Rõ. Bây giờ tôi đến truyền đạt quyết định xử phạt của cấp trên với anh. Minh Đạt, đội trưởng đội hành động đặc biệt G12, Minh Đạt chỉ huy không thỏa đáng trong hành động khiến đội viên Ngô Đồng bị bắt. Minh Đạt vì giải cứu Ngô Đồng, tùy ý trộm vật phẩm cơ mật, mưu tính trao đổi với địch. Trong thời gian bị xử tạm giam, không cảnh tỉnh sai lầm đã phạm, ngược lại còn tập kích nhân viên cảnh vệ, trộm vật phẩm cơ mật lần nữa và giao dịch với địch, gây ra tổn thất không thể cứu vãn. Phụ sự tin tưởng và bồi dưỡng nhiều năm của tổ chức đã không còn phù hợp với yêu cầu của chức vị cũ. Tổ chức quyết định từ hôm nay đình chỉ mọi chức vụ, các mối quan hệ của Minh Đạt ở đội hành động đặc biệt G12 trở về đơn vị cũ. Anh còn yêu cầu gì nữa không? Không có. Anh còn muốn gặp Ngô Đồng một lát không? Không cần đâu.
Giao. Minh Đạt. Minh Đạt. Làm gì vậy? Léo Khi, mau lên xe, mau, mau. Léo Khi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cậu đúng là quá cố chấp, cứ bám theo tôi không tha. Chưa làm xong chuyện, đương nhiên vẫn phải phiền anh. Hôm nay nếu không có tôi cứu anh, Tiger đã giết anh rồi. Bây giờ rơi vào trong tay của cậu, chắc cũng đâu có tốt lành gì.
Vậy chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. STC mà giáo sư Châu nói rốt cuộc là gì? Các người cướp về làm gì? STC là một dự án nghiên cứu dược phẩm. Tôi lấy tài liệu về nó để nghiên cứu thuốc mới FUT. Chỉ đơn giản vậy sao? Cậu không hiểu rõ FUT. Một khi nghiên cứu thành công, tung ra thị trường, đó sẽ là sản phẩm dược thời đại. Sản phẩm dược thời đại à? Vì sản phẩm dược thời đại này, các người còn muốn sát hại bao nhiêu người nữa? Vì theo đuổi lợi ích, hy sinh là điều khó tránh. Ông chủ đứng sau các người rốt cuộc là ai? Căn cứ ở đâu? Chuyện này tôi không thể nói. Nói ra tôi sẽ hy sinh. Anh không cần phải sợ, tôi sẽ bảo vệ cho anh. Dựa vào đâu? Đừng ngây thơ nữa. Tôi tin là sau khi cậu biết cũng không có lợi lộc gì đâu. Nói cho anh biết, chỉ dựa vào tôi, Lão Khê. Hôm nay tâm trạng của tôi rất tệ, trừ khi anh nói cho tôi biết phòng thí nghiệm ở đâu. Xem ra cậu thật sự rất muốn biết. Đúng. Nói tôi biết tất cả những gì anh biết. Alo, chào anh. Tôi biết rồi. Xin hỏi anh là... Alo. Nơi này tình hình khá phức tạp, khá nhiều nơi ẩn nấp và lối thoát. Chúng ta chia ra hành động. Tôi và Ngô Đồng từ mặt chính diện gặp Lão Khê. Linh Tâm, đi tìm điểm cao ẩn nấp. Rõ. Liên bên Trình Soái, hai người từ hai bên, một khi phát hiện tình hình có thể kịp thời ứng phó. Rõ. Tony, ở lại trong xe sẵn sàng tiếp ứng. Rõ. Đi. Sắp tới giờ rồi. Cũng không biết hắn có tới không. Nếu hắn nói là thật, vậy hắn không cần đem mạng mình ra để đùa đâu. Sao Tiger vẫn chưa tới vậy? Chắc là sắp tới rồi. Tới rồi. Các người rất đúng giờ. Giơ tay lên.
Từ từ đi qua đây. Anh chắc chắn là Tiger còn sống chứ? Tôi không cần gạt các người. Gần đây hắn vẫn đang dưỡng thương. Tài Soán muốn giết anh. Trên đời này không có bạn mãi mãi, cũng như chúng ta cũng sẽ không phải là kẻ thù mãi mãi. Phát hiện lão K, trừ khử lão K đi. Rõ. Đồ của giáo sư Châu ở đâu? Đi hỏi Tiger. Tiger ở đâu? Không biết. Cẩn thận. Các anh em G12, tôi ở đây. Cần yểm trợ. Đi, đi. Đinh Tâm, hướng 9 giờ ở chỗ cậu. Chúng ta chia ra hành động. Sao hả? Mới tới đã muốn đi rồi hay sao? Phía trước là ngõ cụt, chia ra dây ráp. Lại để hắn trốn thoát rồi. Rút. Đi. Dừng. Phóng to.
tôi từng gặp người này rồi. Gặp ở đâu? Chính là hắn, tên giết hại người chỉ điểm. Tình hình của cậu chúng tôi đã tìm hiểu rõ ràng rồi. Có vài vấn đề cần xác nhận lại với cậu. Cậu đừng hòng ứng phó cho qua. Nếu chuyện cậu khai báo không đúng với sự thật, tôi dám đảm bảo cậu nhất định sẽ hối hận. Chẳng qua tôi chỉ là chân sai vặt của thuộc hạ họ. Nếu đã bị các người bắt rồi, cũng đâu có gì phải che giấu. Chị muốn tìm hiểu gì, chị cứ hỏi đi. Ông chủ Lý và lão Khê có mối quan hệ gì? Ông chủ Lý và lão Khê biết nhau từ rất lâu rồi. Bọn họ có không ít qua lại ngầm. Lần đó chúng tôi vừa bàn xong vụ làm ăn, ông chủ Lý đã bị họ giết. Họ đang giao dịch gì? Chuyện này thì tôi không rõ. Vụ giết người trên du thuyền, tại sao các người muốn giết hắn? Tôi nhớ người này. Hắn liên tục âm thầm điều tra ông chủ Lý. Ông chủ Lý nghi ngờ hắn là người anh Khê phái tới, nên kêu chúng tôi trừ khử hắn. Nhưng không phải là tôi giết hắn. Đại ca của lão Khê là ai? Không biết. Lúc đó anh Khê kêu chúng tôi đi trừ khử ông chủ của anh ta, tự mình giao dịch với ông chủ Lý. Kết quả thế nào? Kết quả lần đó chúng tôi không thành công. Sau đó Tiger tới giết tất cả chúng tôi. Rốt cuộc ai muốn giết hắn? Nghe nói hắn là nhà tư bản gì đó, thế lực rất là lớn. Ở hẻm núi gì gì đó còn có một căn cứ bí mật. Căn cứ bí mật. Đi mau. Mau. Đi, đi mau.
Tướng quân, mấy người này mới bắt được lần này, anh thấy sao? Không tệ. Lão tứ, chuyện này làm rất gọn gàng. Không tệ. Tiểu quỳ, sắp xếp cho họ thử nghiệm. Đạt thì giữ lại, không đạt thì giao cho lão tứ xử lý. Rõ, rõ. Đi. Chín mươi. Người tiếp theo. Năm mươi tám. Đi mau. Người tiếp theo. Phòng sơ kiểm. Đi, mau lên. Đi. Vào trong đi. Mau, vào đi. Vào trong đi, mau lên. Vào đi. Mau lên. Mau. Mau. Đi theo tôi đưa các anh ra ngoài, mau.
Đồ khốn, chạy đi. Mày muốn chết hả? Dẫn đi. Đi. Đứng lên. Tôi rất kinh ngạc. Hai chúng ta còn có thể gặp nhau ở đây. Tại sao chiến hữu của anh không tới? Tôi sẽ để cho họ được chôn cùng với anh. Được thôi, nếu đã tới thì đừng hòng đi nữa. Tôi đã tới là không dự tính sống sót bước ra. Xem ra còn là một kẻ cứng đầu. Thế nào hả? Anh không sợ chết thật à? Đừng phí lời chán. Hắn đã giết chết Maggie, tôi phải bắt hắn đền mạng. Mia, đừng nóng vội. Muốn lấy mạng của hắn vô cùng dễ dàng, nhưng không dễ dàng như vậy. Biết chưa? Tướng quân, sao hả? Tôi hiểu rất rõ con người này, năng lực chiến đấu cực mạnh. Nếu không lập tức trừ khử đi, đồng nghĩa thả hổ về rừng, sau này chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Tiger, dù tôi có cho hắn 10 cái đôi cánh, hắn cũng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Tôi phải khiến cho hắn sống không bằng chết. Trong dự án STC, đề cập tới nghiên cứu phát triển thuốc mới FUT là lợi dụng công nghệ kỹ thuật gen, nghiên cứu phát triển nguyên tố hiệu suất cao, thúc đẩy tạo ra tế bào hồng cầu. Loại nguyên tố này có thể kích thích tủy tạo tế bào hồng cầu, tăng số lượng. Nếu tôi biết anh là ai,
số 37, trung thành phục vụ cho tổ chức. Còn anh, tôi là số 32, tôi sinh ra để chiến đấu. Tôi là số 35, tuyệt đối phục tùng chỉ lệnh. Tôi là số 42, dù xảy ra tình huống gì, tôi quyết không rút lui, kiên quyết chấp hành mệnh lệnh, chiến đấu tới cùng.